Rồi hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào 5.000 người đang xem buổi live stream buổi tối ngày hôm nay nha. Bữa nay là ngày 16 tháng 7 năm 2022 nè quý vị. Thì cho bò Phúc Lộc mới nhập bò cũng nay cũng về được 3-4 đôi nè quý vị. Đây. Cặp bò này cặp bò chuồng trên số 1 nè quý vị. Mới vừa dắt xuống xe luôn để chuồng trên review luôn ha. Với lại bữa nay về bò về hai tối á, đợi nó quay cái clip cái đầu cái hai tối em tranh thủ giờ này tầm khoảng 7 giờ mấy nè. Em đang lên cho mấy anh em xem để tham khảo mà mua ha. Cặp bò này em báo thước tắc cho quý vị luôn, chiều cao nó 1m38, dao động 1m38. Bao cho quý vị 1m38 bò ha. Bò này thiếu đủ 1m4, không được 1m4 đâu mà nó thiếu đủ chèm chèm vậy đó quý vị. Đó, bò này thì nó hở găng rồi nha mọi người. Hai bò này em bán cho quý vị là 54.500 ha. Bao cho quý vị trên 1m38 bò. 54.500, bò này dày nha quý vị. Thì đặc biệt là nó chưa có nuôi vitamin T ha. Đấy. Con đòn dài, con thùng dạo cũng được lắm quý vị, cũng già khằng bò, thưa găng này, thưa găng quý vị, chân móng thì hoàn thiện hết nha mọi người. Đây con bò này cũng tốt lắm nè, bò này đòn dài, đấy, con bò này thì nó thưa răng này quý vị, thưa răng này đó, nó thưa răng này chưa bẻ, sắp sửa bẻ, ha. Thì hai chú bò này là 54.500 nha mọi người, bao chỗ diện 1m38 bò, ha. Xương sắc chân cẳng móng guốc đó là hoàn chỉnh hết nha mọi người. Cái nào móng heo thì em nói móng heo ha. Đấy thì móng heo nó móng heo sò mâu, nó sò mâu nha mọi người. Đây để em đo cọ vô người cái cho mấy anh em biết cái hình dung ra ở xa đó, mua qua mạng đó hình dung ra cái cỏ là cái cỏ mà mua ha. Đấy đứng ông anh ông đứng giơ tay vậy đó là cho anh em biết cái hình dung cái cỏ ha. 1m38 bò quý vị, 54.500 ha. Đấy đứng gần nó hơi bò mới về nó hơi lanh. Rồi mấy anh em muốn mua thì tranh thủ gọi lên số điện thoại cho mình 0965185252 ha. Số đó cũng là số Zalo của em luôn nha quý vị. Đấy, rồi. Thì hai bò chuồng dưới nè quý vị, hai bò VIP nè, hai bò chuồng dưới này là con hai ba đôi răng hết rồi. Già bò chuồng dưới này ưng bụng quá mà đặc biệt là chưa có nuôi vitamin T luôn nha. Chưa có nuôi gì hết. Bò này ăn cỏ uống nước lã không. Nuôi chủ nuôi thằng bò. Có bẻ găng rồi nha mọi người. Bò này chiều cao bán cho báo cho quý vị là 1m45 bò đi lên đó. Bao cho quý vị mét trên 1m4 đi lên ha. Theo quý vị xương sát móng guốc là còn đứng sững. Bò này quý vị nuôi con 60-70 triệu là bình thường quý vị. Đây bò trắng này hình độc lắm, hai con nào hình cũng độc hết, dữ lắm. Cái xác hết hồn của xác bò này trúng mấy anh em tên anh dữ dằn luôn. Rồi em bao cho quý vị 1m45 bò nha quý vị. Bò này em bán cho quý vị luôn ha, 68 triệu. Bò này là em coi hơi bây giờ phóng lên căng hơi giờ nó cũng vô 820-830 hơi rồi. Bao cho quý vị trên 800 hơi á, nằm khoảng 830 hơi chắc cú luôn. Nó nặng nó khủng có đi 850 cũng không chừng. Hang bò này nè, em dám coi nó 850 quá trời đủ ít nó gì nè. Nó dày nghe chứ không phải dạng mẫu bò ốm nha quý vị. Bò này là chủ nuôi cực khổ lắm, nuôi cho ăn cỏ nước lã không. Đấy. Khăn bò già bò. Con 170, con 160 bò, 170, 180 bò, 160. 180 thì khó coi chứ hai con coi 300 340 thì dễ coi lắm quý vị. 340 nó dễ coi dữ lắm. Đấy, đùi đít thẳng gan. Bò này còn vô nữa nha quý vị, còn vô nữa, nhiêu đây chưa hề hấn gì đâu. Bò này cái vàng lỗ tay dữ lắm. Chút xíu cũng có hàng bò Pháp nha quý vị. Có hàng bò Pháp nè. Đấy. Hàng bò Pháp này là chút xíu em review em báo giá luôn ha. Rồi em quay ba con bò hẳm gà còn lại đi ha, ba con bò cù nè. Hàng bò cam có vẻ găng rồi, còn con chính giữa là con bò vườn. Bò vườn tốt, độc chiêu luôn. Cái dày bò nha quý vị. Chiều cao dao động nó 1m36-1m37 bò ha. Con còn vô 1m4 bò ốm chút xíu quay bò ốm vô 1m4. Thì ba con bò này bữa nay em bán là 72 triệu như quý vị. Con 24 triệu bộ đồng. Muốn bắt con nào bắt. Ha mọi người. 24 triệu bộ đồng, ba con là 72 triệu. Hai bò cam hai bên đó là nó bẻ răng rồi. Con bò chính giữa chưa bẻ răng, nó còn hơi tơ. Mà nó tốt, dữ lắm nó tốt, độc chiêu luôn quý vị. Đấy, con bò này là 1m4 bò nè quý vị. Bẻ răng rồi luôn mà nó hơi gấm bò. Bò hổng gài nó còn cù lại đó. Thì rồi hai cặp bữa nay quay cặp bò Pháp con đực con cái ha. Chiều cao dao động mét mét một mấy
mét mốt 5 phân bò, mét mốt 5 phân. Hai bò này em bao vui vị trên mét mốt bò, có thiếu đủ mét 2 bò đó quý vị. Đây pháp trắng đây, xương tàn là hùng dạo dày bò nha quý vị. Đây còn pháp cái, hai bò này em bán cho mọi người luôn là 35.500 ha, 35.500, 35.500. Con pháp này 15 năm đây, con pháp này 15 đây, con kia 20.500 ấy là 35.500. Em không có chiên gì bò pháp nha mọi người, tại cái này bắt vuông chúng về bán bậy nó sẵn chơi. Mấy anh em nào cần bò cái, bò pháp, bò nghé rồi đó ha. Rồi cảm ơn anh em xem clip rất nhiều ha. Rồi cảm ơn anh em.